Sau khi nhận được từ khóa "cho tôi xin một vé đi", thí sinh Ngô Thanh Thanh Tú đã có mặt tại Đắk Lắk để thực hiện dự án này. Ngày hôm nay, ekip của Người Đẹp Nhân Ái đã dành cho bạn ấy một món quà đầu tiên rất đặc biệt. Không biết rằng với những vật dụng này, bạn ấy sẽ làm những gì nhỉ? Từ trước đến bây giờ thì em vẫn chưa làm một con diều nào cả, và kể cả chỉ việc đơn giản là mua một con diều thả diều thôi em cũng chưa làm đến. Thành ra là khi đấy thì em cảm thấy rất là khó khăn và cực kỳ bối rối vì không biết bắt đầu từ đâu. À, nhận mình là một người khéo tay thì chắc là không đúng lắm, nhưng mà ở nhà và ngay từ bé thì em đã rất thích các trò chơi liên quan đến tô màu và cắt giấy, điểm mỹ thuật cũng được khá là cao. Thì sau một hồi suy nghĩ và xem kỹ tờ hướng dẫn thì em cũng đã có thể hoàn thành được. Nếu 15 phút nữa bạn là không hoàn thành được nhiệm vụ này thì coi như nhiệm vụ này của bạn thất bại. Khi được thông báo là chỉ còn 15 phút nữa thì em cảm thấy rất là lo lắng. Chắc là không hiểu mình có thực hiện được, hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ này không. Và lúc ấy là kiểu cố gắng vội để xem lại tờ hướng dẫn xem là mình có bị sót được bước nào không, và là đã là bước cuối cùng để thực hiện con diều này chưa. Và rất là may là lúc ấy chỉ còn một bước nữa là hoàn thành con diều. Tên con diều là Nhân Ái, với hy vọng là những cái hành động thiện nguyện, những cái dự án nhân ái này có thể bay cao, bay xa đến với nhiều người hơn trong cuộc sống. Em nào biết thả diều, đã từng thả chưa? Không biết chơi à? Chơi đi, chơi thử. Không, mình không biết chơi, mình mới chơi thử cho em cầm nhá. Mặc dù lúc làm diều thì em làm một mình vì em nghĩ đấy là một thử thách cho riêng mình, nhưng khi đến lúc thả con diều thì em lại hoàn toàn nghĩ đấy là một hoạt động vui chơi, và em muốn được tận hưởng cái hoạt động vui chơi đấy với các em nhỏ xung quanh, chứ không chỉ là đấy là nhiệm vụ mình phải thả con diều đấy lên nữa. Cảm ơn các em nha, hôm nay cảm ơn các em đã giúp chị nhá. Chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách này. Đây là phần quà cho bạn. Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ của chương trình, Thanh Tú đã có thời gian gặp gỡ ekip để trao đổi những ý tưởng cụ thể cho việc thực hiện dự án. Nền văn hóa của Buôn Mê lên chính cái khu vui chơi đặt ở Buôn Đu 1. Tôi nghĩ là bạn nên đi đến từng nhà, và nhà nào có nhiều trẻ em thì bạn sẽ cùng những các em đó sẽ trải nghiệm trò chơi. Còn một dự án nữa, Ái Phương nghĩ rằng đây cũng là một dự án hết sức thú vị, một dự án dễ thương dành cho trẻ em. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với dự án khu vui chơi giải trí tuổi thơ của số báo danh 246 thí sinh Ngô Thanh Thanh Tú. Có lẽ trường học chính là nơi tập trung nhiều trẻ em nhất. Và ngay bây giờ tôi đang tiến đến một trường học để tìm hiểu xem các em có những hoạt động vui chơi gì trong giờ giải lao của mình. Khi bước vào ngôi trường đấy thì ấn tượng đầu tiên của em về các em nhỏ đấy là các em đang được chơi những trò chơi hết sức là dân gian và bình dị. Đấy là những cái trò chơi mà ngay cả em, cái thời của bọn em từ hồi bé cũng đã không còn ít còn chơi rồi, như là những trò ô ăn quan hay là mèo đuổi chuột hay là cờ đá. Đấy là những cái trò mà thực sự đến bây giờ em cũng không còn nhớ cách chơi là gì nữa rồi. Em biết đây là trò chơi gì không? Thấy chưa? Trò chơi này trong tiếng ED là gì? Bục rùi à? Bục rùi. Bục rùi. Nhiều khi là sân nhỏ quá đó, không phát huy được cái khả năng học tập của các cháu cũng như là cái khả năng dạy dỗ của cô. Chơi gì đấy, chị chơi với được không? À, kẻ đây là chơi đò cò đúng không? Bây giờ là một chân này, một chân. Một này, hai ô này. Con thích có nhà bóng, em chỉ thích chơi cả sáu bên bờ thôi. Chắc chắn là nếu mà có cái sân chơi mới thì các cháu sẽ rất là vui. Khi được nhìn thấy những cái cảnh các em phải đi chăn trâu sau giờ học với bố mẹ, các em phải đi cấy cày với bố mẹ, vì trong gia đình không đủ người để làm. Nhưng có một điều là các em lại đang coi những công việc rất vất vả như thế lại là một trò chơi đối với mình. Không biết là nếu mình trong cái hoàn cảnh đấy mình có thể vui, đùa, có thể hồn nhiên như các em có được hay không? Chẳng biết từ bao giờ, những trò chơi thật giản đơn ấy lại là niềm vui của những em bé ED nơi vùng đất khắc nghiệt này. Hành trình hôm nay của Tú thật tuyệt,
bởi bạn ấy đã hiểu thêm được thật nhiều trò chơi dân gian mà bấy lâu nay những đứa trẻ thành phố vội quên. Và điều quan trọng là Tú đã hiểu rõ hơn hết việc làm ngày mai của mình cần thiết như thế nào đối với những bạn nhỏ ở đây. Hãy cùng chờ đợi những điều đặc biệt vào ngày mai nhé! Vừa rồi là những hình ảnh dự án của bạn Ngô Thanh Thanh Tú, một trong những thí sinh gọi là có một chiều cao khủng nhất của cuộc thi chúng ta năm nay. Và đây cũng là thí sinh về với đội của Huyền My. Xin mời Huyền My sẽ có những chia sẻ đầu tiên trước nhé. Huyền My thấy đây là một trong những dự án mà Huyền My cảm thấy tâm đắc nhất. Khi mà có những thứ nó vô cùng bình thường, tức là nó xảy ra hàng ngày với chúng ta nhưng mà nó lại rất là xa xỉ đối với các trẻ em vùng cao như vậy. Các bạn, các em ý ao ước có sân bóng hoặc là có những khu vui chơi. Huyền My thấy là mình vô cùng may mắn hơn rất là nhiều người. Khi mà bằng tuổi các em lúc đấy thì Huyền My chỉ biết cắp sách đến trường, mà các em cũng bằng tuổi mình mà còn đang phải lo gánh thêm cả những phần cơm áo gạo tiền giúp bố mẹ nữa. Huyền My cảm thấy chúng ta cần phải làm gì đấy nhiều hơn để bảo vệ cho tương lai của các em. Cảm ơn Huyền My ạ. Cái điều bạn chuẩn bị làm sắp tới đây này, làm cái sân chơi cho các em ấy, là việc cần làm. Tôi sẽ đánh giá cao nếu như sau khi làm bạn phải có một cái kế hoạch để duy trì và phát triển thêm nó hơn nữa. Thì bây giờ tôi đang chờ đợi bạn Thanh Tú xem việc bạn làm, bạn đẩy nó đến đâu và tính lan tỏa nó như thế nào. Xin cảm ơn anh Xuân Bắc ạ. Chính vì vậy ngay bây giờ anh Phương cũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với những hình ảnh kết quả dự án của bạn Ngô Thanh Thanh Tú. Ngay bây giờ tôi rất hào hứng chờ đón những chiếc xe vận chuyển những thiết bị đồ chơi tới để lắp đặt ở đây. Hy vọng nó sẽ giống như trong tưởng tượng của Tú. Mọi người hãy cùng chờ đón nhé. Dự án xây dựng khu vui chơi cho các em nhỏ Buôn Đu Một, xã Đu Cờ Măng, huyện Krông Anna nằm trong chuỗi hoạt động cộng đồng nhân ái do ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Báo Tiền Phong và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Dự án đã bê tông hóa khoảng sân chơi rộng 500m², lắp đặt các thiết bị trò chơi cho các em thiếu nhi với tổng giá trị là 100 triệu đồng. Và như vậy, món quà mà Tú và ekip chuẩn bị đã hoàn thành rồi. Bây giờ chính là giây phút quan trọng nhất. Chơi không cần phải xuống trường qua lớp một dạo chơi nữa. Con mong chờ sau này con sẽ được đi chơi chỗ này nhiều hơn. Nụ cười chính là điều khiến Tú ấn tượng nhất trong suốt hành trình vừa qua. Và sân chơi chính là một món quà nho nhỏ dành tặng cho các em. Để sau những giờ học căng thẳng, các em sẽ có những không gian thật thoải mái và đầy gặp tiếng cười. Và Tú hy vọng không chỉ trẻ em nơi Buôn Đu Một mà trẻ em trên khắp Việt Nam sẽ có một cuộc sống thật vô lo và hạnh phúc. Vì trẻ em chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Quý vị biết không, Ái Phương nãy giờ cũng có sự theo dõi thì thấy là bạn Thanh Tú, bạn ấy có vẻ khá là xúc động. Cho nên bây giờ em xin phép các anh chị là em sẽ khoan hỏi các anh chị mà sẽ dành những cái giây phút này cho bạn Thanh Tú để bạn ấy chia sẻ thêm về dự án của mình. Dự án này của em, mọi người có thể thấy đấy là làm một sân chơi. Trước khi lắp đặt các thiết bị đồ chơi thì đã được làm một cái sân bằng bê tông. Vì khi đi khảo sát ở khu vực ở Buôn Đu Một này thì cái nhà sinh hoạt cộng đồng nó có một cái, nó là sân đất bình thường ấy. Thì nếu mà lắp đặt khu vui chơi ở đây thì nó sẽ, cái nền đất và ấy thì nó sẽ khiến cho cái khu vui chơi này sẽ xuống cấp một cách nhanh chóng. Và chính vì vậy thì trước khi được lắp đặt thì dự án đã bao gồm trong đấy việc quan trọng nhất chính là làm cái sân bê tông có thể cho các em sử dụng được lâu dài. Theo em, nếu như những bạn nhỏ ở nơi đó không có được những cái sự vui chơi gia mang đến thì các bạn có thể tiếp cận được và biết được là vui chơi là như thế nào, trò chơi như thế nào, thì cái việc đó sẽ ảnh hưởng gì quan trọng và to tát lắm không đến cái tinh thần của các bạn nhỏ ấy? Em là dân học luật thì em cảm thấy ở Việt Nam mình cái luật về trẻ em, quyền của trẻ em thì chưa được quan tâm nhiều. Và ở đây em muốn nhắc đến một cái là vui chơi chính là một nhu cầu và một quyền cơ bản của trẻ em. Và quyền
vui chơi thuộc nhóm quyền phát triển. Và nếu mà có vui chơi thì trẻ con mới có thể phát triển toàn diện. Vì thông qua những cái hoạt động vui chơi thì trẻ con xây dựng cho mình những cái tính cách, những cái nhìn nhận khác nhau về xã hội. Anh rất là thích cái cách tư duy của em. Em đang bàn về quyền, đó là cái đầu tiên. Nhưng anh vui hơn nữa là khi em nói được cái ý nghĩa sâu xa hơn. Như vậy thì chơi thì để được cái gì? Thật sự mà nói, nếu như nghiên cứu về khoa học, một đứa trẻ có tuổi thơ được vui chơi thì trong lúc vui chơi là cái lúc mà đứa trẻ đó nó sáng tạo nhất, để nó củng cố cũng như nó phát triển tư duy nó một cách tốt nhất. Một đứa trẻ sẽ lớn lên và hình thành nhân cách mình cực kỳ khô khan và sẽ rất là bị cô lập lại bởi cái tuổi thơ nó không được vui chơi. Và nó sẽ nhìn đời theo một hướng khác là lam lũ, là cơ cực, là phải làm, phải bươn chải. Và tư duy nó luôn luôn nghĩ đến cái chuyện là phải đối phó với cuộc sống, chứ không phải để trải lòng ra với cuộc sống. Đó, vì vậy anh thấy là cái tư duy em hướng tới cái mục đích sâu xa hơn. Anh rất là thích cái chuyện đó. Chúc mừng em, cảm ơn em rất là. Cảm ơn Trấn Thành ạ. Vâng, thưa nữ luật sư tương lai, chúng ta lại nói đến cái quyền. Tất cả chúng ta cũng từng là những cô bé, cậu bé, và chị còn nhìn thấy cái hình ảnh của em. Ôi, em quên cái trò chơi này. Chơi cò cò, chơi ô quan, chơi thả diều, tất cả những cái điều đó là những cái thiệt thòi của thế hệ trẻ con thành thị. Chị em tụi mình bị mất mấy cái đó. Với sự phát triển tự nhiên của tâm lý và thể lý độ tuổi. Thế thì ở cái đoạn đầu thì tôi nói, ui chao ơi, tụi nhỏ nó hay, nó làm gì nó cũng tìm thấy cái niềm vui ở trong đó. Chiếc xe màu hồng đấy ư, một mảnh giấy thôi, hay là cái lon sữa bò ngày xưa anh em mình cũng làm cái lồng đèn. Có nghĩa là với công viên và những món đồ chơi nhựa dành cho độ tuổi phát triển mầm non của em, những trò chơi đó sẽ không còn. Giá như thôi, em kẻ cho chị một cái vạch phấn, kẻ sẵn cái ô lò cò nè, chia ô ra cho mấy con trên cái sân nền xi măng nè. Và chị còn đang tò mò chứ, con nít ED chơi trò chơi gì? Giống con nít Sài Gòn, Hà Nội không? Thì tiếp cận được cái văn hóa tiêu khiển của trẻ nhỏ, và làm sao hỗ trợ cho các con được cái không gian đấy được tốt nhất để các con thụ hưởng. Còn không, con nít nhà quê cái thú là cái gì? Phụ má, phụ ba, đừng triệt tiêu điều đó. Đừng triệt tiêu điều đó. Vì chúng ta đang sống ở thành phố và chúng ta đi ngang qua các nhà văn hóa, chúng ta thấy nó bập binh bằng nhựa, nhà banh ư, nhà phao ư. Và chỉ một năm sau đó các con đã cầm iPad và iPhone rồi. Chẳng lẽ ta lại gieo cái mầm đó để mình làm khó cho những người sẽ đi hoạt động về bảo tồn văn hóa dân tộc dân gian về sau, khi con nít người ED không biết chơi trò chơi người ED, khi con nít không còn thả diều, khi con nít như em lớn lên thành cô hoa hậu, dán cái diều cũng không biết đường dán, đến lúc được cầm cái diều trong tay run như cầm một cái chiếc giỏ hiệu trong tay. Vậy thì quyền được chơi của trẻ em là điều không còn bàn cãi nữa. Nhưng để tiếp cận và cung cấp cho các em nó cái quyền đó như thế nào? Chúng nó có quyền được chọn không? Chị còn nhớ hồi xưa, chị thích chơi cò cò, tôi thích chơi tạc lon. Cái đó tôi nhớ rồi, hồi đó con nít kêu là chơi tạc lon. Tôi thèm chơi tạc lon lắm. Mà bố mẹ nói, con gái không được chơi, bẩn lắm, dơ lắm, nguy hiểm lắm. Và đó là thiệt thòi của tôi. Vậy, khi chúng ta mang cái mới, chào mời một điều kiện tốt hơn, hãy giữ cho các em nó cái quyền được tận hưởng cái thiên đàng của các em nó mà chúng ta ở đây đã mất. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, Ái Phương nghĩ rằng những dự án của Người Đẹp Nhân Ái ở đây, chúng ta sẽ không còn xem nó chỉ là những thử thách, mà Ái Phương nghĩ rằng đối với các thí sinh của chương trình như là bạn Thanh Tú thì có lẽ đây còn là một món quà. Bởi vì chúng ta sẽ có cơ hội để biết nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn, có nhiều những cảm xúc, và dường như là nó mở rộng tầm mắt, mở rộng trái tim của chúng ta nhiều hơn, phải không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng muốn hỏi thêm ý kiến của một người nữa, đó chính là anh Huy Minh. Cụ thể về từng cái dự án thì đầu tiên anh có một góp ý cho Như. Câu hỏi của anh Trấn Thành dành cho em phải hiểu rõ cái bản chất của hoạt động của em là gì, bởi vì em sẽ ghi điểm bởi cái câu hỏi đó. Anh hy vọng rằng là sau cái buổi ngày hôm nay, với khả năng là một học sinh chuyên Anh, đúng không em? Cái hoạt động của em ấy, anh nghĩ rằng là có rất nhiều những cái tổ chức đoàn thể quốc tế họ sẽ đến Việt Nam. Em sẽ dùng cái khả năng ngôn ngữ của em và ngoại ngữ để em kêu gọi được nhiều hơn cái sự hỗ trợ, bởi vì anh nghĩ rằng là một cái trung tâm thì nó chưa đủ đâu. Còn với Tú thì anh nghĩ rằng là anh thực sự anh rất là ấn tượng về khả năng tư duy của em. Ở tuổi 22 anh nghĩ rằng cũng không có quá nhiều cô gái mà có thể tư duy vấn đề và hiểu rõ cái bản chất vấn đề đến mức độ như vậy.
chúng ta hãy một lần nữa nhìn lại những dự án nhân ái của các cô gái ngày hôm nay. Đào Thị Hà, số báo danh 094 với dự án nhân ái Kết nối đỏ 2016. Huỳnh Thúy Vi với dự án giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại Hòa Bình. Trần Tổ Như, dự án lắp đặt trang thiết bị vận động thể dục thể thao cho chị em phụ nữ ở Côn Đảo. Và khu vui chơi giải trí cho tuổi thơ là tên dự án mà thí sinh cuối cùng Ngô Thanh Thanh Tú đã mang đến trong đêm thi ngày hôm nay. Tuy nhiên, hành trình nhân ái, hành trình kết nối trái tim, lan truyền cảm hứng của những người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Người đẹp nhân ái chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Hãy đón xem tập 7 của chương trình vào 20 giờ tối Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2016 trên kênh VTV9. Một, hai. Hàng ngàn trẻ em Việt Nam đã qua tuổi tập đi, nhưng bước chân thứ 10 là cả một giấc mơ của mẹ. Sinh ra với trái tim khuyết tật, sinh mạng của các em bị đe dọa mỗi ngày nếu không kịp thời chữa trị. Mỗi tin nhắn vào đầu số NTVN gửi 1404 là bạn đã đóng góp 15.000 đồng vào quỹ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em Việt Nam, làm hồi sinh hàng ngàn trái tim bé nhỏ. Cùng Live và Vết Sẹo Cuộc Đời chung tay giúp mẹ cứu lấy con.